Đây là hiện trường vụ án mạng xảy ra gần khu vực cảng cá Long Hải, thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2019, anh Lê Văn Dũng, 28 tuổi, ở huyện Long Điền, đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại tiệm game bắn cá Gia Bảo 68 gần khu vực cảng cá Long Hải. Một lúc sau, Hồ Văn Lượm, 24 tuổi, ở huyện Long Điền, chạy đến cầm theo hung khí chém một nhát ngang nách trái của anh Dũng, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang truy bắt Lượm. Lực lượng chức năng cũng đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng.